chốc chốc lâu ngắn nha. Chuyên gia làm cá à? Ngày xưa làm công ty mà. Ngày xưa làm cá này à? Nha. Đi lấy 2 miếng thịt cho nè. Họ lấy 2 miếng thịt cho ăn à, còn mình ăn xương à. Lấy kéo của mình kìa. Nè, vô đây nè, nó cắt 2 miếng thịt này ra nè, cái lườn này với cái đầu nó bỏ lại được, làm được. Phi Lê, tôi đúng Phi Lê. Ê, chặt bóp ngạnh chứ, cái bóp đầu ngạnh, đạp chết. Nè, nè, bóp đầu ngạnh đi. Tưởng là cái gì? Thôi, đây, 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 đây. Tôi. Đập đầu đi. Có mồm nào mua cái dâu không bán dâu đi à? Hình gì đó, hình gì? Ngăn mồm. Ngăn gì? Chơi. Chơi gì đó? Không có nhậu em ngăn. Chế không có đi. Cái mãi là cái sạch mà, đâu có đi cầu đâu mà. Biết rồi. Cái sạch tới mấy lần chú đó chứ. Cái cầu cũng nậu đúng với lần cái này nữa. Đây với mặn cho đây. Rồi, chết quê rồi. Mà cầm chế vậy. Cái sạch để cầm chế. Chế được con tay chế xuống vậy vô hầu. Đặt qua, đặt qua. Không dán nè, miếng như cái gần này, cái gần. Mày giúp mày đi. Không dán mà ngồi giữa đây chứ đi, hồi tôi giữa lại sao? Có gì cũng kìa mà nó nhỏ thiếu rồi, đây thái ra mà cắt nó mẻ ra ủ. Đây đây. Nè cái gì đây giữ thần kìa. Mít. Chập nó ăn thịt thơm mùi mít luôn không? Đây mít đây mít xe đen, điện xe đen á anh nha. Nó mua có 2.000 ký mình đâu có bán đâu. Chỉ đó. Ừ. Còn 2.000 ký mình đâu có bán đâu. Bán làm gì cho cá đụng miếng cá 10 ký cho cá ăn đụng mình biết mình nhậu biết như không. Đưa đưa cái dao mọi người. Có lò tử bộ kim nội. Còn lò tử không lấy. Dạ. Có lò tử đó đó. Ông nội nào cho cá ăn lò tử ông nội. Đúng không? Cá cừ cá cá. Cái dao mới được, dao chặt nó nổi. Ngồi nó lên chả lấy thớ rồi chặt, bây giờ đi cắt sao cắt. Trời ơi trời ơi. Ăn gan với bầu tử cá này cũng biết gì nữa. Gan tử được hả? Trứng nữa. Trời bầu tử cũng xài dưa leo đi đụ, bầu tử cũng xài dưa leo đi không ăn, thấy giận giận. Nào cho có ăn bầu tử đâu biết. Không ăn gan thì có. Gan ăn mới bệnh. Sơ gan à? Nổi gạo á. Không, gan ăn nguy hiểm lắm. Ăn bị sơ gan chứ nè. Vậy gan cá tôi làm cá tôi biết cái gan nổi hột gạo trong á. Ghê đó. Mình ăn nguy bình ha. Ừ. Ngồi chạy. Bao tử thì ăn bình thường. Gan nổi gạo. Gan gà rồi ăn được không? Thì nói chung cái gan là cái chất thải của cái cơ thể của nó đó anh Quỳ. Là không được ăn gan phải không? Thì mình luộc chín rồi ăn nguy hiểm gì vậy? Sao nguy hiểm? Nguy hiểm nào? Có mười miếng gan rồi chắc thải mượn ơi, mượn dao anh. Em chặt. Trời ơi, đụ mặn con cá thì cái dao chà bá nữa. Sao chặt bỏ trời? Sao chặt bỏ thịt không hả? À? Trời đó cái chân chân gió mà như là nhớ không thì. Thôi nha, anh nha. Ừ. Cái nó cái lường à. Nhúng nhúng cái sình cái nó thơm sình. Nó rửa lại mà. Có mà nhúng cái sình cái cho ăn cho nó thơm sình.
thơm mít rồi này, giờ thơm xinh đó. Mặn bờ lắm, thấy thơm nước mặn bờ thấy ghê mẹ. Dơ. Ăn hạnh xong rồi rửa hồi trên coi lại. Nước từ cửa hạnh nó đang cạn. Mùa nữa. Chập chiều lắng lên giờ. Đi tới tới đầu là quỷ sóc hằng sầu tới đó. Quỷ sóc hằng sầu. Nè cái dao nè. Đổng cái dao à? Ông già không á? Hả? Đi mít. 2 mít hả? Tưới. Mấy gà đó ổng mua người ta hay đổ rồi trời. Gà nhỏ nhẹ có một con gà xám á là gà là gà. Ơi sạch. Không có chúng mình. Để vô rửa lại. Rửa lại. Rửa lại. Gà gà của mấy người khác. Còn con gà mấy gà kia thì gà đổ nhà ra. Đi anh dẫn hứa đi rửa lại. Ổng mua hả? Ông hồi sao?